là giữa gừng quan. Trời ơi mấy cha ơi, nói chuyện đừng chửi thầy. Đây giữa gừng quan nè quý vị thấy không? Bữa nay Hằng đi suối một mình thiệt. Vừa đi tới xuống đầu suối thì có mấy anh em này rồi. Thành ra không có sợ, nhưng mà Hằng chỉ sợ là mấy cái người sắc tộc khác, người ta không biết mình là ai đó, nhưng mà Hằng vẫn có đồ nghề trên người sẵn trơn á. Đó, đi một mình quải cái vỏ đi toàn tan. Quải cái vỏ đi toàn tan nha mọi người. Đó. Không có sợ, Hằng không có sợ. Giờ xuống tới đầu suối là mấy anh em Việt Nam mình đông lắm. Không có sợ. Rồi bây giờ đi lại gặp ông Trô nè coi. Ông Trô này là ông muốn tìm người thân như thế nào. Ông này như cũng còn trẻ lắm. Thì phỏng vấn ổng coi nha cả nhà. Phỏng vấn ổng coi. Đây 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 Trô phải không? Ờ Trô phải không? Khoan hai lại. Oh, what are you recording? Hằng hỏi trước cái đã. Really? You really have to videotape me. Yeah, tại vì Du muốn tìm người thân đúng không? No, it's my my dad's. My dad long time ago when I was Bây giờ Du nói tiếng Việt đi. Oh, nào Trô nhỏ đó. Trô cái đứa đứa không biết anh nói em nữa mà chắc Trô em với Trô chắc em với Trô á. Từ từ đi thì Trô trả lời nó sẽ có thứ tự hơn ha. Ok dạ. Trô bây giờ Hằng hỏi là Trô Trô bao nhiêu tuổi rồi? 48. 48 giờ Trô ở đây bao lâu? Very long time. Hồi nhỏ tới giờ luôn, rồi đi qua đi ra Việt Nam khoảng 2 tuổi. Đi vượt biên. Dạ yeah, đi qua Malaysia. And then Malaysia qua tiểu bang Colorado, Longmont, and then I came here. You go with your family? Yeah, my your mom, and dad. Yeah. Đi cùng với ba mẹ, đi vượt biên. Và after that, khi you thất lạc ai? Ba, mẹ. Who? You. Who do I live with? You muốn looking for who? My brother, my half brother. Oh. Because my dad has a kid with another woman before I was born, I think, when I was just a little baby. So I know, but I know they're very poor in Vietnam. And I wanted to go find them to see if I can help them. Rồi ba mẹ hiện tại bây giờ ở đâu? Mới chết a year ago. Oh, a year ago, ở San Jose? Yeah, but my mom's still here, but she's old. Oh, she's old. How old are you, does she? Like almost 80. Oh, yeah, thì Hằng hỏi là ba mẹ Trô ở đâu. Thì ba mẹ hiện tại San Jose, nhưng ba chết hồi một năm trước rồi. Yeah. Và mẹ thì còn ở San Jose. Yeah. Mẹ khoảng 80 tuổi. Yeah, but Joe, I found out that I have a half brother, like nửa half brother, like my dad had a child with another woman. Yeah. But then I heard that they're very poor, so I wanted to seek contact. I never seen them before. Vậy Du thất lạc cái brother đó bao lâu? When? I never met him. Oh, I was chưa có bao giờ biết luôn. I never met him, but I found out when I went back to Vietnam from my relative. That, at Vietnam? Yeah. Oh. I found out from my relative that I have a half brother. Du có hình không? No, my mom and dad giấu from me. Oh, vậy hả? Yeah, but nhưng vậy lúc mà Du đi vượt biên với ba mẹ qua Mỹ thì cái Du border. He was born. He was just a little baby. Oh, little baby. Yeah, but I was a baby too. But yeah. I think I'm older. I think I'm older. Du lớn hơn. Nhưng mà Du không có biết mặt luôn hoặc không có hình, không có gì. Joe, I left when I was 22 tuổi đi qua Malaysia rồi. Oh, coi như Joe nói nè, để Hằng dịch tiếng Việt lại cho những người bên Việt Nam người ta nghe được, người ta mới biết tìm được cho Joe. Còn Joe nói tiếng Anh không, bên Việt Nam người ta đâu có biết đâu, người ta tìm giùm. No, I thought you were like a service. You knew how to do that. I didn't know, because a lady told me you found Bắc Cải's wife for him. So I thought you knew how to do it. So that's why I'm just asking you. But I have relative in Cần Thơ, but I don't talk to them. Vậy hả? Bây giờ là Du hồi trước là quê Du ở Cần Thơ, yeah. Đúng không? Khi đi vượt biên sang Malaysia là
Du ở Cần Thơ. Yeah. Ba mẹ cũng ở Cần Thơ. Yeah. Và lúc đó là giống như là Du có một cái đứa em trai là cùng với một cha khác mẹ. Yeah. Là Trô biết là có đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhưng hiện tại là Trô thất lạc và Trô không có biết mặt cho tới. Yeah, mà Trô mới biết tại ba má không có nói, mà Trô về Việt Nam xong mấy bà con nói. Ờ có về rồi. Yeah, yeah. I went a couple times already. The last time was maybe a couple years ago. Oh, a couple years ago. But I don't talk to my relatives back there because I don't like them. Bây giờ nói ba mẹ mình ở Cần Thơ tên gì, biết đâu ta mới tìm ra được cái đứa em trai đó. No, tại chỗ có bà con ở Cần Thơ mà chỗ không có thích mấy bà con đó, không nói chuyện với bà con đó. Bây giờ nói ba với mẹ tên gì đi, để nhiều khi cái coi biết đâu là em trai của chỗ đó và biết ba ruột của mình là tên gì và mẹ ba tên gì. Thì tên họ thì Lâm. Is his first name, and my mom is Trần Yu. Oh, coi như là ba đó là cái họ đó là họ Lâm. Yeah. Tên là Tỷ Lâm. Yeah. Tỷ. Yeah. Vậy mẹ là Trần Yu. Yeah. Trần Vu Vu đó. Hả? D-U. 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 I think it is. Yeah, my mom's last name. Oh, rồi như vậy là hồi. You want some water? Let me get you some water. I have the water. Yeah, chị có rồi. I got two a bottle, no, new bottle okay, here. Nè, chỉ có water nè, thằng rồng nó mới đưa rồi. Chị có. You don't want that one? I have more. No, I have already. They came by and gave water. Mm. But I'm down here fixing one of my friend's car for her. Mm. Oh, my, yeah. I'm trying to fix the car and give her a tail. But I just want to, because I heard his family, okay, em đó, I heard his family nghèo quá, mà không có ai giúp hết á, and mấy bà con thì không có, they don't associate with him and his family, because, you know, it was kind of like an affair, you know, like, my dad had an extramarital affair when he was in Vietnam, which wasn't very good, you know. Nhưng mà khi Trô về Việt Nam là Trô có nghe bà con bên đó nói, yeah. Là có một đứa em trai nhưng mà bây giờ nó nghèo lắm á hả, không có ai giúp á hả? Như vậy em có Châu có biết là mẹ của đứa em trai tên gì không? Không. Ồ, không biết. Không biết. Didn't tell me. Oh. That my mom didn't want to know about. My mom, like, of course, my mom is mad and she doesn't want to know about it. Mm. But my dad never spoke about it. Oh, okay. And coi so that's là why. Ba mẹ không có nói gì hết. Cho nên là Châu không có biết. Nhưng tình cờ lúc Châu về Việt Nam khoảng một năm trước vậy đó. Yeah. A year ago đó. And then I found out from my relative that I have. Actually, from another person that happened, my relative, they don't want to tell me. Uh-huh. But someone told me, and then they have to tell me the truth. Okay. Và Trô nghe có mọi người bên đó nói là Trô có một cái đứa em trai cùng cha khác mẹ. Yeah. Nhưng lúc Trô đi qua bên Malaysia, lúc đó 3 tuổi, cho nên Trô không có nhớ lại. Cái này là chị Hằng đang dịch tiếng Việt lại để cho bà con nghe được, để tìm được cho Trô. Và khi đi Trô trở về Việt Nam hồi cách khoảng 1-2 năm trước thì Trô mới nghe là có người nói là mày có đứa em trai như vậy, đúng không? Thì Trô mới bây giờ nhờ chị Hằng đăng cái clip này để mà tìm coi có ai biết được đứa em trai hay không. I heard he might be half Cambodian, a little bit Cambodian, Cambodia chổng. So I don't, it might be easier to find, you know. Coi như mẹ của em trai là có thể là Cambodian. Yeah. Malay, Malay Cambodian hay gì á. Vậy hả? That's what I heard. Nhưng mà Trô về tới, Trô nghe nói chứ Trô lúc đó không có đi tìm hả? No, I mean, I was only there for a short time. And then I didn't know if it was the truth too until I came back here. Then I questioned my parents. Hỏi ba má, then they tell me, you know. But they didn't never told me. So I wasn't sure what the people there said was true. So when I came back here, then they tell me, then they say, yeah, but they don't. My mom doesn't want to talk about it, but my dad, you know, then I realized that it is the truth. So that's why I'm curious, because I heard that they were very poor, nghèo lắm. Không có ai giúp ơi, so I was wondering if I want to see if I can meet them and maybe I can help them. Như vậy thì khi Trô mà lúc ba còn sống, có khi nào Trô có hỏi tới vấn đề đó với ba không? They don't all his life he don't tell me anything. Yeah. All my life I don't know. So he doesn't want to talk about it, you know what I mean? I found out người khác nói không phải ba má nói nữa. Ba má không có nói ra nhưng mà tại vì Trô nghe một cái người khác ở bên Việt Nam nói là Trô có một đứa em trai nhưng rất là nghèo. Thì nếu mà cái đứa em trai đó mà Trô không có biết tên luôn hả? How big? It was a couple years ago and Trô cũng nghĩ là, you know, I never thought about meeting him, but then I heard that she could find him. I, you know, in the back of my head was, I think, I want to find him, you know, but I never
took any action to do it. Because it's like all my life I don't know him. And we see gặp nhau trong đường lộ, chắc cũng không biết nhau. Không biết nhau, đúng rồi. Tại vì Joe thì chưa có bao giờ nghe tên qua đứa em và cũng chưa bao giờ gặp mặt. Cho nên nếu thực sự mà có gặp ngoài đường lúc Joe về Việt Nam, Joe cũng không có biết. Thì bây giờ... nếu mà để chị Hằng hỏi kỹ những cái gì mà Joe biết được á, Joe trả lời đó, thì có thể ở bên Cần Thơ đó có ai ở gần cái đứa em trai có thể liên lạc với chị Hằng. Thì bây giờ chị Hằng hỏi nè, lúc Joe về Việt Nam chơi là Joe ở đâu ở Cần Thơ? I went có trở lại Cần Thơ to visit my where I used to live. I mean I don't remember, but I went there and I saw the house that when I was a baby, you know. Mà bây giờ không có đâu biết đâu mà thấy thôi. Có biết thấy thôi là coi như Joe có trở về căn nhà hồi nhỏ để mà sống, để mà coi lại. Nhưng mà mình cũng không tưởng tượng được căn nhà hồi xưa nó như thế nào, đúng không? Nhưng mà căn nhà hiện tại đó thì ai ở? I don't know, cause my stupid uncle, he gave it to the Viet Cong when he left. He's a jackass. The house is worth $1 million now. Cause it's ở đường Lê Thánh Tôn. Đường Lê Thánh Tôn, Cần Thơ. Nhà đó, tại ông cậu, ông sợ, xong ông cho nhà cho dọc Viet Cong, tại ông sợ có chuyện, xong ông cho xong ông qua Mỹ. Mà thì ông giữ lại là cái nhà đó cũng bây giờ cũng nghe cũng hơn triệu á. Nhà đó mắc tiền lắm. Ở ngoài cái đường từ đó, triệu đó. Đô á, cái đó thiệt mà. It is. But now I went back there, có cái người khác ở trọng ở đó, but you know they don't talk much about it. But I'm pretty sure they got là Joe có trở về đó nhưng mà đây không có nói gì tụi nó hơn, người ta không có nói gì hết, người ta không có biết về những cái vấn đề. Cho tới nhà đó mà mấy người đó không có nói gì hết á, là nếu lấy free rồi bây giờ nó không lấy free chịu bây giờ nó không mở đi. Đúng rồi, đâu có hiện nói được, cái đó biết rồi. Nhưng mà hiện tại thì là hồi xưa đó là ba mẹ là đường ở nhà Lê Thánh Tôn Cần Thơ. Và ba là tên họ Lâm Tỷ nha, đường Lê Thánh Tôn Cần Thơ. Bây giờ để chị Hằng nói từ từ và để cho quý vị trên mạng nghe để mới có tìm được đứa em trai cho Joe hay không. Thì mẹ là cái gì Dư? Trần Dư. Mẹ là Trần Du đó. Hồi xưa đi vượt biên lúc đó là năm mấy cho? What? I was just a baby. I không nhớ. Nếu mà đi 3 tuổi, bây giờ cho 40 tuổi hả? 48. 48 tuổi thì đi long time ago. Wow, long time ago, đi trước hồi năm 60 mấy gì. Like no, in the 80s. Before like maybe 79, 80, somewhere around there. Yeah. But uh-huh. When I came here, I didn't even go to school yet. I went to preschool, then kindergarten, then went to the whole entire US school system, educational system. And you know, but yeah, so I didn't know anything. When I left, I only remember being in a boat, and it was very smelly in that boat. Yeah. That's all I remember. And in Malaysia, Châu nhớ có một ông này mà da đen lắm mà cầm cái súng thôi mà không nhớ gì hết á. Là lúc ở Malaysia nhớ được chút cái ông da đen cầm cái súng. Yeah. Tại lúc đó 3 tuổi ha. Không có nhớ gì hết á. So that's why I don't even, when I went trở lại về nhà cũng đâu biết gì mà thấy ra chứ biết thôi. But I thought, you know, for me, I think the Vietnam War was a terrible war. You know, I don't think it should have happened. But if anything, I think the Americans, they really shouldn't have gotten involved in that war because it was a civil war. And and the Americans, they were just trying to use Vietnam. Their main goal, objective, was to use Vietnam as a military base for Southeast Asia. They weren't down there to help the South Vietnamese. They were there for their own purpose, but they pretend like it's to, you know, help the South Vietnamese. But their main agenda was to put a military base in South Vietnam. Not a lot of people know that, though. They think that the Americans came there to help the South, you know. But I think it was a civil war, and I think if the Americans didn't enter, I think less people would have died, including the 50-something thousand Americans that died, and also the hundreds of thousands of Vietnamese that died. And, you know, right now, I think the current government, I think they're doing a pretty good job trying to, you know, unite Vietnam and basically make it a better country. You know, a lot of people thought they were going to come in and take over the whole country and you know, terrorize the South. But in actually, they did pretty good. They were pretty honest. They're not perfect, right? But they were pretty honest, and they were able to make a better Vietnam than what it would have been during that wartime. I mean, but America, they were bullshitting the South. They say, we came in there to help the South and try to, you know, push down communism. But the fact is that they wanted a military base in Vietnam. It was a strategic military decision to so that if anything happens with China, with
any Southeast Asian country, okay. U.S. will have, be ready to defend, you know. Mm-hmm. But that was the truth. And I think that that wasn't told on the news and wasn't really expressed to the public, you know. Mm-hmm. They were trying to pretend they were heroes. Thì nói chung nãy giờ Châu đang kể về, về những cái mà lúc Châu ở bên Malaysia, right? Yeah. Yeah, thì Châu kể something giống như là nhớ. No, mà cái này chuyện thiệt mà mấy người Mỹ nó không nói thẳng, nó gạt cho vô, mà nó thiệt tình là nó muốn vô Việt Nam. Không phải cái Việt Nam là hai nước North and South vốn is a civil war. Bây giờ too political, I understand. Too political, and I understand it. But I think literally, though, but I think right now I have to give credit the North, the current government, they're doing a pretty good job in uniting the country and making it a better country. Nobody expected that. Mình đừng nói đó. Mình nói về vấn đề tìm em trai thôi. Mình đừng nói về cái đó qua tới. No, that's why I comes back to the fact that because my damn uncle, he gave away our home, which he shouldn't have, because if he was to keep it, and knowing that the North kept their word and try to, you know, be as honest as possible and let the people keep their homes, I would have $1 million home right now. Yeah, đại khái nãy giờ Châu kể là giống như về chiến tranh đâu này kia đó mà, rồi xong rồi gia đình mới there's a reason why I say things, you know, and I give stories why the reason is because, you know, my stupid uncle. Thôi bây giờ đại khái lại ha, chị Hằng muốn nói nè, nếu ai ở trên con đường Lê Thánh Tôn, right? Yeah. Dù còn nhớ được Lê Thánh Tôn được không hả? Yeah, because I went there and that name rings a bell to me. Là cái bác, bây giờ bác khoảng 80 tuổi, bác trai, ba của Du đúng không? Yeah, I mean, ba Châu chết rồi, but... chết mà, nhưng mà khoảng 80 tuổi. He was born in 1941. 1941, about 80, 80 mấy tuổi. Yeah. Thì ai là biết tên Lâm Tỷ đó, mà có buôn bán cái gì xưa không? Giống như có bán mấy cái gì không? Before có cái tiệm mà trước cái mày với cái chỗ đó là quan trọng lắm á. Có cái tiệm giống như Châu nhớ là bán cái gì? Có bán thuốc bắc với mấy đồ đó. Bán thuốc bắc là Lâm Tỷ ha, tiệm thuốc bắc Lâm Tỷ hồi xưa. Yeah, mà cái my grandpa was làm đồ thuốc bắc. Your grandpa làm thuốc bắc. Yeah, bán, right? And you know, there's bán and things too, but I think that street, there's only one store that people know. But right now, I think some people still live there. I went there, they recognize me. Bây giờ Hằng nghĩ nè, là có thể nói ra cái tên tiệm thuốc Bắc Lâm Tỷ hồi xưa là có nhiều người biết lắm đó. Thì Hằng chắc chắn có thể tìm được em trai cho Châu nè. Tao nói mấy bà con nặng muốn giấu, không muốn cho Châu kiểu. Rồi, bây giờ Hằng hỏi nha. Nếu như mà Châu, em trai nghèo quá, mà Châu tìm được em trai gì, Châu giúp em trai cái gì? Whatever I can, you know. I'm very resourceful, and you know, I know how to make money. I like to help people in general. I'm down here. I've been down here a couple of years. I don't live down here, but I come down here and help people for the past 4 or 5 years already. Oh, okay. And I help them with little things in here and give money or food or whatever I can, you know, and help them get jobs. But I don't live down here myself. Today I'm down here to. Fix my sister's car. Rồi, để chị Hằng hỏi từ từ rồi chị Hằng nói. Thì Châu nói là Châu Hằng hỏi vậy chứ, nếu như gặp được em trai ở Việt Nam thì Châu giúp cái gì? Thì Châu nói nếu mà Châu giúp được cái gì thì Châu giúp, có thể tiền hay là cái gì. Mà Châu cũng từng đi xuống đây giúp những cái homeless people, right? Yeah, these are my cars here, and I bring cars down here to park because they took 30 of my cars. I had 30 cars in the past 4 years, and the cops told because I collect too much and I leave in the street, you know. Okay, and then Châu nói là Châu xuống đây Châu sửa xe giùm cho một chị Mai, chị bạn, chứ không phải là ở dưới đây. Châu bạn già của anh Úc. Rồi như vậy xe của Châu đâu? That one and upstairs too. Không mà Châu đi xuống đây rồi chiều Châu về nhà hả? Mấy ngày Châu ở đây tại Châu phải sửa xong xe của chị Mai xong mới Châu muốn về. Ở bên down here lâu quá, phải làm xong chiếc này. This thing took me a long time. Sửa máy sửa ở ngoài luôn á. Yeah, but for me is that, you know, I like to help people in general. So if it's my own blood, of course I'll help him. You know what I mean? You know, and whatever I can to help him, because I know they live very poor back there. During the time when, you know, the North took over the South, and that time there was a lot of poverty. And nobody wanted to help them because they were outcasts. You know, my relatives didn't want to help them because, you know, he basically, you know, he had a
extramarital affair. Mm. So none of the relatives wanted to deal with the woman and the kid. Mm. So I felt, you know, wow, that's pretty shameful because they were very poor. Mm. Chị Hằng hỏi chút xíu nữa ha. Như vậy là cho chị nhớ được căn nhà như vậy thì nãy giờ chị Hằng cũng đã nói rồi. Và có thể là bà con sẽ tìm được cho Châu đó. Tại vì tiệm thuốc Bắc Lâm Tỷ mà ở đường Lê Thánh Tôn thì có nghĩa là có tiếng dữ lắm hồi xưa giờ. Nhưng mà hiện tại là bán bánh trùm lắm, a lot of stuff. Và có cả, có đến ổn đấy, đi khi nào Châu chơi lại đặng có mấy người cũng biết nói ô nhớ khi nào Châu nhỏ. Ồ vậy luôn hả? Có người bà con biết. No, mấy người ở đường hàng đó. Hàng xóm trên đường cũng còn nhớ đó, tại có mấy người còn ở đó. Mà Châu không biết, I don't know them, but they say they knew, remember who I was when I was born and I was a little baby. Tại vì lúc đó Châu nói là Châu còn nhỏ quá, Châu không có biết mấy người đó. Nhưng mấy người đó là biết Châu lúc còn nhỏ lắm. Thì Hằng nghĩ là có thể là tìm được đó. Tại vì trên đường đó người ta biết. Rồi có thể là không biết là hồi xưa ba của Châu cái đó có bạn gái riêng. Mà đâu xa đâu, cái đó là đứa mấy người đó là có the kid have nothing to do with đứa con đâu. Có, đâu có tội. Đâu tội gì mà. But thiệt ra cái đó là that's the way life goes, you know, cái đời dẫn đi tới đường đó thì cũng đi theo thôi, đó gì đâu. Nhưng mà bây giờ có vấn đề, thí dụ hồi xưa đó ba của Châu có thể là quen bạn gái chơi thôi, thành ra không có có thể má Châu không biết hay là hàng xóm bà con cũng không biết cái người phụ nữ đó là ai. But if có biết thì không mà mấy bà con không muốn nói mấy cái đứa không muốn nói. Cho nên nào, ok, hôm nay Hằng nói này nha, nếu mà thực sự ai mà biết mẹ của cái người em, mẹ của cái người mà con gơi của cái bác Lâm Tỷ ở đường Lê Thánh Tôn bán thuốc bắc hồi xưa đó, là có thể liên lạc với số phone của Hằng là 408-206-1934, thì có thể Hằng sẽ liên lạc với Châu để cho Châu tìm đứa em trai nha. Tại vì Châu nói là nghe cái đứa em trai bên Việt Nam nghèo lắm, cho nên là Châu muốn tìm đứa em trai. Chứ thật sự cái này chắc có tình có nghĩa nè. Chứ nếu không có tình có nghĩa, Châu đâu có tìm làm cái gì ha. No, mà Châu về Việt Nam giúp mấy người, nhiều mấy người nghèo ngoài đường. Châu về có giúp mấy người nghèo ngoài đường luôn. Gặp mấy người xong, Châu nhớ một lần trước, the first time I went back, gặp mấy đứa nít bán kẹo, bán xì gum mấy đồ đó. Là Châu có cho tiền. Đến Châu dẫn đi chơi, đến Châu về nhà mấy người, mấy gia đình ở trong cái nhà lá đó, giống ở cái tội nghiệp lắm. And then bây giờ quen tới bây giờ cũng quen mấy người đó, mà bây giờ mấy đứa nhỏ đó lớn rồi, có vợ có vậy con luôn rồi. Có đi về Việt Nam nữa không sau này? I will. Có đi, muốn đi nữa đúng không? Oh yeah. Nếu tìm được đứa em trai có về thăm em trai không? Of course, you know, and I Châu travel a lot. Châu làm việc ở Trung Quốc, làm tính một lần làm việc ở Việt Nam luôn á, bịch không có. Bây giờ Châu có nói bằng tiếng Anh là Châu có từng làm việc ở Trung Quốc rồi. Yeah. Như vậy thì Châu làm việc gì vậy Châu? I do. I'm an entrepreneur. Cái gì mà thấy vui mà có tiền thì Châu làm. Mà cái Châu học nghề tâm lý với business in college and at the university. But after 6 năm đến Châu mở tiệm sửa xe. Châu có từng đã học qua vậy 6 năm rồi. Yeah, but then Châu then Châu I left. Không thích, Châu không thích cái nghề đó. Yeah, after I double major, then Châu thấy học 6 năm ở trong after high school, that's a lot, you know, mệt đây. So I said, you know, I just went and opened an auto repair business. Châu không có biết nghề sửa xe gì mà Châu mở đại luôn với bạn, Châu xong mở cho 5 năm and then Châu manage cái whole shop and mướn người ta làm á, mà mấy người đó 2 tuổi, 2 lần lớn hơn Châu nữa. Châu mới 24 tuổi à. Hồi xưa hả, lúc mở tiệm đó là Châu mới có 24 tuổi. Yeah, only 24 when I opened that shop. Rồi sau này bây giờ cái tiệm đó còn tiệm nào không? Đến Châu làm tới năm nay, đến Châu thấy cái này không có, Châu cũng Châu làm đến it has a limit, không có lớn không có lên past a limit, có đủ mấy giờ làm một ngày xong làm mấy chiếc xe một ngày, it's a limit, so then I sold my share. I sold my partner and then I went to China, opened a restaurant in China. Qua bên China mở restaurant. Mà không biết nói tiếng Trung Quốc nữa. Không biết ai hết, mày qua bên mở nhà hàng cho 9 năm. Trời ơi, ở bên 9 năm Trung Quốc hả? I go đi travel everywhere, và đến Châu có nhà hàng đẳng mà Châu travel. Rồi bây giờ Châu bán luôn rồi. Đến mới sang khoảng maybe 3 years ago, 3 4 years ago Châu bán cho người ta mướn, cho người ta rent, và đến sau này mấy người đó không biết làm. You know, but it don't matter, but my main purpose was to get a step into China. Là có đường vô quá, rồi bây giờ Châu quen nhiều mấy người lớn đẳng lắm. Bây giờ muốn làm việc gì Châu cũng có người chơi giúp Châu. From manufacturing to whatever I want to do. I was lucky, you know,
I didn't speak Chinese, but I met some very nice people. You can speak Chinese được không? No. Không có được chút xíu nào luôn. Ờ, rắn là chú, travel. Ờ, nghỉ hào, basic, you know, mình bật hết, nào cho rắn cho mở nhà hàng xong cho mướn người ta run the restaurant and I travel. I travel all over Asia. Vô chỉ mở nhà hàng đó và vô mướn người ta làm thôi, rồi vô đi chơi thôi, chứ vô không có ở đó quản lý. Yeah, đi Europe to Cambodia, everywhere, to Thailand, Japan, Korea. Wow. Yeah, I lived a good life. I enjoy my life. Đi Thái Lan, đi Cambodia, đi anywhere. And I live a good, a hard life too. Not, you know, it's a combination, you know. Rồi you có vợ không? No, that's thing, chưa muốn khổ. Hồi trước tới bây giờ chưa có vợ lần nào luôn. No, I'm not married. Chưa có vợ, chưa có con. No, no, that's, yeah, people say, what the hell are you doing? You're 48, not have kids, no wife, that's it. Yeah, because I like to travel and I like to help people. And I don't have time to take care of a family. But also, when I was younger, you know, my mom... No, bây giờ vô lớn rồi, vô phải đi lập gia đình, có vợ, có con đi. No, because when chỗ hồi nhỏ đó, my mom có cái chỗ làm take care of babies. So chỗ quen nhiều mấy đứa nhỏ lắm. And I've been through the experience of raising little kids. So it's not that important to me. For me, it's more important helping those that are in need. Giống như là hàng thấy chỗ quen lắm, giống như là hàng có gặp chỗ ở đâu á, ở trên á. Really? I don't know. I mean, I maybe you see me for, you know, possible. Yeah. I don't go to a lot of the functions, like the Vietnamese function. You probably go there, right? Uh-huh. Right, like the low functions, like organization, the Vietnamese organization. Do you go there? I think I met you somewhere. I don't know. Probably, yeah, you would go clubbing. I went clubbing a lot. I party a lot, too. I did everything. I went to school. I party. I travel. I lived a good and bad and a life of hardship and a life of everything. I'm actually pretty experienced. I look kind of dumb and everything, but actually I'm pretty smart. down here, I've been coming down here back and forth, maybe, boom, I'm, I think, yeah, I never... What? I never stay down there, though. You stay here? No, I go down there, I help, and I go back up at night time. Không có, but this lần này ở đây tại chỗ chiếc xe này chú muốn làm xong á, ở đây like ở trên là chỗ có nhà có yeah chỗ. But man I had like three houses before the housing crisis. I had three homes. Oh, yeah. Now you have three homes? No, now then I end up right? That 2008 killed me. Have... Yeah, cause I had more than three homes, but then I end up, you know, I said, you know, screw this, cause I bought a home for $700,000. I tried to sell for $400,000. I couldn't even sell it. So I had to let the bank take it, you know. Imagine $700,000 to $400,000, and no, that was like the bubble. You know the 2008 bubble? Yeah, in 2008. That's when after that I went to China. I went to China and I nói là before vừa giàu khoảng 2008 rồi. Yeah. 2008 là Châu có ba cái nhà, nhưng mà đôi khi trả không có nổi thì bị nhà băng nó kéo. Nó tại cái bubble á, the financial crisis, yeah. Cho nên là bị nhà băng nó kéo hết thì Châu mới đi go qua China. Yeah, but now for me it's like money is not that important. It's important, but it's not that important. No, I mean money is very important, right? But it's not that important where I enjoy things that money can't buy. That's for me more important because you can't. We're all gonna be the same. We're all gonna have the same amount of money when we die. Okay. We're all gonna be the same equally when we die, right? Yeah. You're gonna have as much money as me, no matter how many hours you work and everything. You're gonna end up with the same amount of money as me. Bill Gates, all of them. Yeah. It don't matter. Elon Musk, they're gonna have the same amount of money as me when we die. So for me, I'm gonna take things that money can't buy with me, and that's more important for me. And you know what? The secret to living forever is, you know how you can live forever? A lot of people think it's a magic potion or like some kind of thing that they can buy. But you know what? Living forever is the real secret is to help people. Will live forever because your spirit will live through them, and then they will continue living when you die. That's the secret to living forever is to help people and be kind. That's living forever because you know what? No matter how many millions you make, you ain't gonna take shit with you. You're only gonna take your own energy and your things that money can't buy with you. Nói tiếng Anh nhiều quá, bà con nghe tiếng Việt không có được. Tại vì ở đây Việt Nam coi anywhere đó. Oh well, you have a translator, you know, right here. You talk a lot, that's why. No, but I enjoy talking, you know. Cause, well, you know, I. Châu nói nhiều quá thì thằng không có cho tran dịch. Oh well, when you get a chance, you could translate and viết tiếng Việt, you know, subtitle. No, but yeah, but in the end, though, I just want to. I like to help people. And I think it's very important that if you're in a position to help others, do it. And
helping people means doing something and not asking for something in return. Không phải làm việc nhau giúp người ta là giúp người ta, không có cần đòi cái gì lại. Đúng rồi. Mà giúp người ta đòi cái gì lại, họ muốn cái gì lại là cái đó làm việc. Ok. Làm việc. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ giống như Hằng cũng đi somewhere ở dưới đây nè. Hằng cũng giúp mấy người nè, nhưng mà cái đó mình không có đòi cái gì lại. Yeah. Nếu mình giúp được cái gì mình giúp. Yeah, lại. You know, for me this whole car I'm doing it for free. Yeah, you cũng giúp là sửa xe. Sửa xe for free. Là, yeah. Coi như là giúp không lấy tiền. Yeah, this thing là mấy ngàn đồng ta sửa đó, bật cho làm cho free luôn. For me, I enjoy it. Vui, vui. Nhưng mà làm là chạy được luôn á. Yeah, sửa cái máy luôn rồi. Sơn lại luôn á. Yeah, cái này chưa làm xong mà cái này đã dính cát mà cái sơn này ngộ lắm. Chưa có, cái này là BMW sẽ gọi Châu, nói Châu, hey, Châu, we want your new style for the 2024 BMW. Because look, the BMW, you never seen this style before. It's always the same, right? This is like a new look for BMW, and I think they need that. They have the same look for the past how many decades. They need a new look, and I think they need something like this to help their sales, you know. And I think it would do well. Something different, something that will change the what they've had been doing for the past decades, you know. And yeah, they have a name now, but they need something new, something that will excite the people, the public. Because BMW now, everyone has a BMW, and they all look the same. And they all want black, they all... Ok, Châu. Rồi, vậy thì là Châu muốn về chị Hằng tìm giùm ha, thì Hằng tìm giùm. Yeah, I appreciate it. You know, I will give you something, you know? I will give you something that that money can't buy, no, okay? No, don't no, give anything. No, as appreciation. Cái này là giúp... giống như giúp người mà không có lấy lại cái gì, giống nãy giờ Châu nói vậy đó. Đâu có lấy cái này, Châu give, sao đâu có lấy gì, đâu có đòi gì đâu mà Châu give. I will give you, I don't need you to, I'm you're not asking, but I'm gifting, giống như a way to show my appreciation. Mà giúp mấy người ta cũng có hiểu, người mà giúp cũng khởi xài khả năng với xài tiền, khởi xài cho giúp người không, ta. Không, cái này không có xài tiền gì, giúp giống như Hằng đăng cái video này lên, thì ở trên bên Việt Nam no, but their time. Xem được á. Cái gì thì giờ người ta cũng quý lắm á. That's okay, Joe. No, yeah. their time is very important, you know. That's you okay, spend, you only got one life. Không cần. Có một đời thôi, bây giờ mình xài một miếng đời để giúp người ta cũng phải có quý nữa chứ. Không có cần. It's very important, yeah. You know. Gratitude is very important. Yeah. So you know, I will be grateful if you can. Ok, không có cần. Bây giờ nếu nè, nghe Hằng nói nè, nếu như mà Hằng có ai biết về thì gọi cho Hằng, thì Hằng sẽ xuống đây tìm Châu. Yeah, I mean, you know, as I said, if you can, but I said most likely mấy bà con they don't want to say anything because they kept it quiet for mấy chục năm. Okay. So, but if anything, maybe em đã nghe được, and then he will try to contact me or contact you. Yeah, you có phone or number không? Yeah. Oh, all right. Thank you. Okay, Joe. Rồi, Lily. Yeah, thanks, Lily, for introducing me. Dắt xe theo hả? Đâu đi lên ông Tấn coi, ổng có ngồi chở không? Đi lên ông Tấn coi. Nãy giờ chưa có lên ông Tấn. BMW, yeah, you should give me a call. No charge either. I will increase your revenue, BMW. I really can though. Yeah, hopefully you tìm được anh trai. I act like a jackass, but I'm pretty intelligent. Trời nóng muốn chết bà, mặc đồ vậy nó không cháy hết da bà hả bà Ly? Nóng muốn chết bà, mặc áo sát nách vậy nó cháy hết mấy cái da thịt. Ủa? Nóng rồi, hôm nay nó vẫn sao ha. Tại vì nóng quá. Gác này lấy được chục bao kìa. Vậy đó, sáng mà lấy đây hả? Ở trên suối thì lấy gác bán nha mọi người. Lấy xong rồi nó để bịch lại cho mình. Để mình mười cái bịch khác mới. Ở đây là hình thức là tại vì muốn để cho giữ vệ sinh sạch sẽ cho nên trả tiền và cho dọn gác luôn. 5 đồng bịch á. 5 bịch. Đồng bịch. 10 bịch được 50 đồng. 5 đồng bịch đó quý vị. Đây là Vũ nè, cái am á, am hồ cấp của Vũ. Bên kia cháy rồi má nó cất qua anh đây. Sao cất cái gốc này nắng cho nhỏ điên vậy ha. Đúng rồi, phải lựa cái gần có gốc cây á. Trời ơi, nó đã điên rồi mà đi làm cho nóng quá, nó điên. Chiều nó ngã gì đó, nóng. Mấy cái cửa quay bên kia ha. Ủa cái gì vậy?
Ủa cái gì vậy trời? Tôi bấm làm sao mà? Tôi bấm làm sao mà? À, quá trời, bữa nay sao nóng dữ ta? Ừ, đọt su sao ngon hơn rau muống. Ngon hơn rau muống á. Bây giờ đâu có bọc đâu, hái hả? Hái không có cái bọc đựng. Ơ, tôi có bọc nè, đúng rồi Ly. Ly, Ly, Ly. Tại vì cái này không phải ăn cắp, tại vì nó bò ra ngoài đường, không ăn thì cũng bỏ à. Chứ cái này không phải ăn cắp nha mọi người. Mình đang quay phim, người ta tưởng mình ăn cắp, thì không phải. Đây đọt su á, nó bò ra ngoài đường gì nè, trên đường đi á. Nè Ly, dựng xe lại Ly, cầm bọc hái đi Ly. Có cái bọc nãy đựng thuốc lá cho nó không? Trời ơi, ngon quá. Đọt này về xào hết. Xào tỏi. Xào tỏi lên hết sảy luôn á. Ly ơi, nó trên cao có nhiều nữa mà móc. Dạ, cái này là nhiều mấy trăng, nó bẻ ra giấy quá. Bẻ non non á, đừng bẻ dạ. Nó trên ngọn này, non non nè, nó đầy nhiễm nè. Trời ơi, về lặt cái xào tỏi. Xào, biết không? Xào, ăn dọn dụm à. Có, thằng mấy lần có chồng đó, rồi cái thằng hái vô, thằng xào tỏi ăn. Ừ. Ngon lắm. Bẻ lên lúc trên ngọn, ngọn đọt cao á, nó không có già. Nhiều mà về xào được dĩa đó. Ừ, được xào dĩa, đi thức luôn rồi. Ồ, ngon quá ha. Lúc trước anh Văn ăn còn á, mình hái liền xào ăn nè. Giờ không biết Văn, Văn giả đâu có ta ăn được đâu. Trời ơi, để gọi ông bác sĩ nha. Ờ, vậy gọi ông bác sĩ cho em nữa. Nè, 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 Ly, nữa không? Gọi ông bác sĩ. Cái cột cao cao gì đó, đâu có. Rồi mới lấy hẹn lại, mới lấy Ly cái anh Văn lại. Bữa hỏi ông chịu cho lại không, thì ông chịu cho đó. Sao ông chịu cho mà. Ông chịu cho thì được rồi, sợ ông không cho. Năm nay á, nó gồ mấy năm rồi, mấy năm từ trước chị Hằng biết không? Mấy xu rồi ăn cũng lồi cái bằng hồng luôn. Cái xu. Cái xu á, người ta trồng cho vui thôi, người ta đâu có ăn. Nó có hai loại chị Hằng, có loại gai, loại không gai chị Hằng. À. Mà ta nói cái loại gai nó ăn ngon hơn là loại không gai. Tôi thấy cái nào cũng vậy. Rồi mấy bộ củ nào nó bự như cái chết luôn. Thấy cái nào nó cũng ngọt. Hết mùa rồi. Đâu, vô hết mùa, vô mùa lạnh nó hết mùa. Ừ. Nhưng mà người ta hái hết rồi. Mấy ông ở dưới đây cũng hái ăn hết rồi chưa? Trời ơi, cắt hàng vào, người ta vô hái trà lè luôn. Hái quỷ vậy, nó cắt từ lum nhà, cắt từ lum vào. Trời ơi, trên đó đọt bự bự không, sao là đè đè nó xuống được. Bỏ cái bọc xuống đè nó. Đè nó kéo xuống đi. Để ấy em hái kìa. Bà bỏ cái ba lô xuống đi. Bà leo vô, bà quất nó. Được rồi. Mới rồi, để em đem ra, rồi. Đọt bự bự không à? Ừ. Này là nó bò ngoài đường. Chứ không phải là mình leo vô hàng rào người ta, cho nên này không phải là ăn cắp nha. Trộm. Cái này ăn trộm thôi. Cái này là ăn trộm thôi nha, chứ không phải ăn cắp à. Ừ, nước lớn đưa ra, nước theo à. Cái này là tại nó bò ngoài đường cho nên là ăn trộm. Còn khi nào ăn cắp á là leo gạo. Nói vui nữa. Đó, khi nào leo gạo vô trong á. Quá trời, cái này nó non phân đấy. Tôi hái hết mấy đợt này bà ơi. Trời ơi, mập mập không nè. Về mà xào tỏi nha, nó ngon dữ lắm. Ngon nè. Đủ rồi á. Đủ chưa? Ờ, đủ rồi. Chưa đủ tôi ăn á. Xích đằng kia coi hái được miếng nào nữa không. Tôi ăn gạo dữ lắm. Hằng mà thấy gạo rồi Hằng ăn. Ăn dữ. Ừ, trái cây Việt Nam nữa. Trái cây Việt Nam nó vừa tươi rối à. Ăn đã luôn. Ăn đã luôn. Wow. Này là trái su. Mà không có chảy. Mà có đọt thôi. Có đọt thôi, này về ha. Đi không có văn hả? À, cái đập cái tỏi dập dập thôi. Dạ, được dĩa đó, được dĩa bự bự à. Ok, đã. Cái xào nguyên cái tỏi ăn. Đã lắm, đây chấm nóng. Tương á, cái tương dầm ớt ăn đã lắm á. Ừ. Chấm dầm ớt vô. Ừ. Đó, nước tương cắt ớt vô, à, cay cay. Chồng ít chứ mấy chân năm trước cầm nhiều lắm, chồng ở ngoài đi mé kia càng chỗ một thái á. Trời ơi. Trái nó thầm ra tới ngoài luôn á. Vậy đi xích ra đó có đọt nào nữa không? Vô ngoài không? Làm cái trái nhận đọt đó nha. Chưa ăn bao giờ luôn. Trái thanh long nè. Nó giống trái thanh long ha. Ừ. Ăn trái đó bao giờ tịt sốt đó. Nó giống trái thanh long.
Ừ, mà cái bên thấy đó chị phải cầm ấy với cái nó gai đâm ta chết á. Dạ. Đâm cây đau á. Cây nhỏ nhỏ mà. Nè cái gì bí á bầu nha chị chồng. Cái đó mướp. Mướp hả? Nó chồng chị giống lỗ phàng, chưa trái lỗ phàng hết rồi. Hình như mùa năm nay chồng cái gì cũng thất mùa đó. Ồ, ở trong đó quá trời đọt non kìa. Ở đây người ta cũng hái hết rồi nè, thấy không? Ở đây có người ăn luôn á. Ở đây cũng có người ăn nè, thấy không? Người ta hái kìa. Đó. Có nhiều người cũng người ta biết ăn, người ta đi đường, người ta thấy người ta cũng hái. Còn ở trong hàng rào thì mình không có leo, mình hái rồi. Mình chỉ hái ở ngoài đường nè. Ly ơi, đám bọc lại hái mấy này Ly. Ừ, hái đi. Cái này hái vừa hằng ăn sống. Qua ăn sống được hả? Ừ, ăn ngon lắm. Vậy hả? Ừ. Đâu qua ăn được luôn hả? Được. Trời ơi vậy. Trời ơi, đợt hổ qua. Em chưa ăn qua, em chưa không biết đâu. Tôi ăn được. Đợt qua thì chưa ăn qua, ăn được. Đợt thì ăn luôn cả trái luôn nữa đợt vậy. Vậy. Ừ. Trái này ổn hành một xíu. Ừ, cái này nè, ăn chấm mắm rồi ăn giòn đã lắm. Ủa, đợt qua ăn có đắng không? Trái đắng chứ, rồi. Đắng, ăn với trà bông. Trời ơi, có ớt hay chàng? Ừ, wow, ớt. Ớt mà sao hái được? Ừ, hái đi Lý. Ra ngoài kìa. Ở thời được nè. Uh-huh. Cái này là đi ăn trộm mà còn quay phim nữa. Mà ăn trộm người ta không có bắt mình đâu, bởi vì cay lắm đó. Ớt cay lắm. Mặc dù ở trong đó người ta thấy mình, người ta còn hái, người ta thấy ra cho nữa. Ừ, nó trồng đâu có nó trồng chơi không à, nó đâu có ăn. Ớt thì cay, nó bắn hồng luôn. Cay. Đó mình đâu thò tay vô hái trái đó được. Không được bà ơi. Được, tay nhỏ là được. Mình cái bóc chù chù đó. Được hai trái rồi nè. Trái ăn cũng chết rồi đó. Ừ, rồi máng lên xe đi. Ê, ui, trái bự bự không chà nè. Ủa này cay lắm rồi. Vậy tôi cũng khoái ăn hết. Nhà ngâm giấm ăn. Cái nhà này như bị bắt bây giờ không thấy mở vô không dỡ nhà ta luôn. Ừ, thấy dỡ nhà hết rồi. Rồi sợ tù rồi mở vô không dỡ nhà ta này. Đó mấy lần trước cũng vậy đó, nhà hai đứa quà ở tù đó dọn nhà hết. Nhà nhà mỗi lần ở dưới kia là đóng lại đẹp lắm.